Sau khi nghe đại diện tỉnh Quảng Ninh trình bày, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng và đại diện các bộ ngành đánh giá cao các hồ sơ đề án của tỉnh Quảng Ninh được chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng, công phu, đáp ứng yêu cầu đề ra. Đồng tình cao với chủ trương thành lập 4 phường thuộc thị xã Đông Triều và thành lập thành phố Đông Triều, thống nhất cao với căn cứ pháp lý và sự cần thiết thành lập thành phố Đông Triều, các tiêu chuẩn điều kiện thành lập các phường thuộc thị xã Đông Triều và thành lập thành phố Đông Triều, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 đảm bảo theo quy định, quy trình, thủ tục, hồ sơ đề án đầy đủ, đảm bảo. Đề án cũng được cử tri bỏ phiếu đồng ý với tỷ lệ cao. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Cường khẳng định tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các bộ ngành, bổ sung để hoàn thành trong thời gian sớm nhất, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các bộ ngành để các đề án sớm được thông qua.